Em Tiến kính chào toàn thể quý vị, các bác, cô, anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị, các bác, cô, anh em, trong buổi tối ngày hôm nay, em Tiến có những đôi bốt đang phơi bày trước mắt quý vị, các bác, anh em chúng ta đây. Và chi tiết thì em sẽ mở nội thất và test âm thanh, cũng như là đồng thời báo giá về một đôi loa bốt 301 Sony 3. Đôi loa này em Tiến vừa mới về, các bác nhá. Và cũng như là theo yêu cầu của một một chú khách, gọi là chú, gọi là chú em ấy, sinh năm 1989, có nói là sinh năm 1989 là chắc là chú xem video chú hiểu đúng không? Thì đôi loa này là một đôi loa mà chú đã dặn hàng, và cũng như là theo cái yêu cầu là anh đã lấy về cho chú. Và theo yêu cầu của rất nhiều anh em thì cũng mở nội thất chắc ở đây. Đấy, bác nào chơi thì chơi các bác nhá. Thì thưa quý vị, các bác, các anh em chúng ta, em Tiến về được một đôi loa Bose 301 Series 3 hàng đến từ Mexico, được sản xuất tại Mexico. Một đôi loa phải nói một câu là tuyệt đẹp các bác nhá. Một đôi loa phải nói một câu là tuyệt đẹp. Những đôi loa tuyệt đẹp hay không, nó có đẹp hay không, thì thứ nhất chúng ta hãy nhìn vào cái củ loa này này, cái củ này, cái viền viền vàng bảy màu này, đúng không? Nếu như cái củ này mà còn ánh lên bảy màu rất là đẹp thì đôi loa đó còn rất đẹp. Còn đôi loa nào mà cái củ của nó mà bị xước rồi là han rỉ xấu thì đôi loa đó rất rẻ tiền, xuống giá rất rẻ tiền các bác nha, rất rẻ tiền. Và tất cả các cái xương của nó đấy, bóng đẹp đúng không nào, bóng rất đẹp đúng không. Và một điểm nhấn tiếp theo nữa đây, Bose 301 Series 3, các bác thấy hàng em Tiến đẹp chưa? Quá đẹp luôn nhé. À quên đọc ngày sinh cho các bác nhé. Đôi loa này có cái ngày sinh là ngày mùng 4 tháng 1 năm 94 các bác nhé. À, 94 là ok quá rồi. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 94. Rồi. Bên đây để em bật cái đèn flash cho anh em nhìn một cái nhận của nó này. Đó. À, nhận này. Được chưa? Quá đẹp luôn nhá. Màng số này anh em này, trùng Sony hết nha anh em này. Bên trong của loa Bose thì có phân tần là có ba linh kiện, gồm có là một bóng đèn, một trở sắt, một tụ vàng vàng là tụ Mexico và bông trắng tinh đây các bác nha. Rồi, một đôi loa tuyệt vời đẹp luôn. Rồi, đặt cái ngửa cái màng bát lên, tí nữa sẽ cho các bác, các anh em chúng ta xem nguyên một đôi màng, nó rất đều các bác nha, cực kỳ đều. Đọc tiếp số Sony bên này, ngày mùng 4 tháng 1 năm 94 các bác nha. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 94. Em cũng đã chụp ảnh lại sẵn rồi. Các bác, các anh em chúng ta yên tâm. Đây. Các bác nha. Đấy, đẹp chưa? Quá đẹp, quá mỹ mãn luôn. Chê lửa đúng chịu các bác nha. Chê lửa đúng em thua đấy, em Tiến thua. Em Tiến là thuộc dạng rất là kỹ tính rồi. Tuyển hàng chắc các bác, các anh em chúng ta miễn chê miễn bàn luận luôn. Còn đúng là nếu mà chê lửa đúng là thua, xin thua. Chịu. Các bác nha. Các bác nha. À. Rồi. Bây giờ thì đã ngửa cái đôi bát lên. Cái máy quay đang nhùng nhằng một chút ha. Tại vì em quay quá nó đang xoay ngang, không biết nó xoay ngang hay xoay dọc thì em chưa biết. Mà cái màn hình các bác đang xem ấy, không biết nó xoay ngang hay nó ở cái thế xoay ngang hay xoay dọc thì em chưa rõ nha. Bởi vì là nó đang ở thế xoay dọc. Hiện tại đang em quay này đang ở thế xoay dọc vì cái tay em quay quá. Thưa quý vị, các bác, của anh em. Đây. Các bác hãy nhìn một đôi loa Bose 301 Series 3 hàng gân zin trùng Sony. Đấy, riêng cái những đôi loa mà nó gân zin trùng Sony thì cái màng của nó rất là đều các bác nha. Tuy nhiên nó không đều được một bất cứ một đôi nào cũng vậy, nó không bao giờ đều được 100%. Nó không bao giờ đều được 100%. Kiểu như rằng các cụ bảo là giống nhau như hai giọt nước ấy thì không có, không mà có chuyện đó, kiểu gì kiểu nó cũng một bên nọ một bên kia, giống như bên Tây người ta để một bên là nó có ánh sáng vào nhiều, còn một bên ánh sáng nó vào ít. Qua thời gian 5 tháng, mấy chục năm rồi, thì cái độ phai màu của giữa hai chiếc loa nó sẽ có biến dạng lệch lạc nhau một chút thôi, lệch lạc nhau một chút thôi các bác nhá. Đấy, nhìn thế này là tương đối đều màu này, quá đều luôn, nhìn thực tế nó đều lửa anh em nhá. Đấy, và qua hai cái máy quay này, qua ánh sáng thì em Tiến cũng là một bên thì sáng quá, bên thì tối, đúng không nào. Rồi, ok này, một đôi loa quá tuyệt vời nhá. Và thưa quý vị, các bác, của anh em, đôi loa Bose 301 Series 3 hàng gân zin trùng Sony này, thì cái gân zin
Đấy, cái gân này nhá là một cái điểm mấu chốt quyết định cực kỳ quan trọng cho đôi loa còn đẹp hay không còn đẹp là anh em biết ngay. Cái gân này thì em Tiến khẳng định với quý vị các bác, các anh em chúng ta là em bao zin, bao gân zin, và cái gân này các bác mua từ bây giờ thì các bác về các bác chơi thấp nhất là 8 năm nữa trở lên, em dám khẳng định em lấy cái mức mức là thấp nhất nhá, là các bác sẽ chơi được 8 năm nữa trở lên chứ không có hề 8 năm trở xuống các bác nhá. 8 năm trở lên cả cả viết giấy tay em viết luôn các bác nhá. Đấy, gân zin này chơi bao cho anh em chơi từ 8 năm nữa trở lên anh em mới phải thay gân các bác này. Đấy, một đôi loa mà đẹp hay không, chúng ta đầu tiên chúng ta nhìn vào cái màng của nó. Cái màng của nó rất là nhẵn nhụi, rất là nhẵn nhụi, bóng rất đẹp đúng không? Đấy, rất đều, rất đẹp. Cái thứ nhất là cái màng. Và thứ hai, một điểm quan trọng nhất là dành cho một đôi loa là đẹp hay không, các bác hãy nhìn vào cái này, cái gân này bao cho quý vị các bác anh em chúng ta chơi dài năm thì các bác phải hiểu rằng là bên trời Tây họ ít dùng các bác nha. Nếu như em đã bao cho quý vị các bác anh em chúng ta những đôi loa gân mà chơi được nhiều năm nữa thì các bác phải hình dung ra là những đôi loa Bose này ở bên trời Tây họ ít dùng đến các bác nha, ít dùng đến các bác nha, thì nó mới được như thế. Vào nào. Rồi, bây giờ em tạm dừng video lắp ráp lại đôi loa này, để lên trên kệ kia test âm thanh báo giá cho anh em. Dạ vâng, quý vị các bác, các anh em thân mến, em Tiến đã lắp ráp xong đôi loa Bose 301 Series 3 vào đúng cái vị trí ban đầu của nó. Và bây giờ, kính mời toàn thể quý vị các bác, các anh em chúng ta hãy cùng đi đến ngoại hình của đôi loa. Đấy, lấy xem trong nội thất rồi. Giờ đến ngoại thất các bác nha. Đây, về cái màu vân gỗ từ các cái mép thùng em bao sắc như dao, và các bác nhìn các mép thùng của nó không hề mông má, không hề chạ sơn, có đúng nào? Đấy, led căng luôn, đúng nào? Tuyệt vời nhá. Đấy, tuyệt vời chưa? Này, đó, một đôi loa zin mộc tuyệt đẹp nhá. Đấy, và e căng nhá, thì lành, e căng rất lành và e căng zin. E căng rất lành, e căng zin. Cái này em chưa giặt nhá, nó hơi bám bẩn một chút thôi. Hơi bám bẩn một chút. Ngày mai, sáng mai em sẽ giặt cho quý vị các bác cùng anh em. Đấy, nó hơi bám bẩn nha. Cái này giặt dễ, giặt rất dễ. Các bác nhìn này, còn nguyên bụi bông này. Đấy, cái căng của nó còn nguyên bụi bông nữa nhá. Này, cái bụi bông này. Đây, anh em này. Đấy. Rồi, bụi bông nha. Đấy. Thì cái căng của nó toàn khung bằng nhựa này. Toàn khung bằng nhựa. Đấy, cho nên là nhựa mới là vải, anh em cứ cho nhà anh em dùng ấy, ví dụ lâu năm mà anh em nó bẩn ấy, bẩn bụi bẩn ấy, thì các bác cứ lấy cái xà phòng Omo ấy, xong các bác hòa tan với nước, xong rồi các bác dìm cái này vào, xong rồi các bác đừng có lấy bàn chải các bác kỳ nhé. E căng này đừng lấy bàn chải kỳ, mà hãy lấy cái búi lưới rửa bát ấy. Cái búi lưới rửa bát bằng cái núi búi lưới nhá, chứ không phải búi rác sắt đâu nhá. Cái búi lưới mà chúng các bác nhà các bác hay rửa bát ấy, rửa bát hàng ngày ấy, thì các bác lấy cái đấy bác chà vào, cứ ngâm xà phòng qua xong rồi chà vào, cứ chà đi chà lại nhiều lần thì là nó rất là sạch anh em nhá. Rồi đây này, đẹp chưa, mỹ mãn cuộc đời cho anh em, tuyệt vời luôn, như này không thể chê ở đâu được đâu các bác nhá. Chê nữa đúng em thua các bác nhá, chê nữa đúng thua. Đôi loa này thì em Tiến cũng chỉ vệ sinh qua thôi, các bác mua em sẽ vệ sinh kỹ hơn tí nữa các bác nhá. Rồi, tem loa Bose 301 Series 3, hàng được sản xuất tại Mexico. Loa có dòng loa có cái trở kháng 8 ohm, công suất là 150W trên một thân thùng loa. Đây là với R các bác nha. Có cái số series là 99401 các bác nhá. Đây này, 99401. Đấy, số series. Bên kia cũng thế anh em nhá. Rồi, bây giờ kính mời các bác, các anh em cũng sang bên này. Đấy, anh em hãy nhìn vào ngoại hình này. Thùng này. Đẹp chưa? Thế này thì anh em chê làm sao được nữa các bác nhá. Từ trong ra ngoài nó zin đét và thùng thành vách nó y án như thế này thì anh em chê làm sao được, không thể chê được các bác nha. Đúng là chê lửa, đúng là em thua đấy các bác ạ, thua luôn đấy các bác nha. Đấy, hàng được sản xuất tại Mexico này, có số sorry là 99401 này. Rồi, đây là cái e căng của nó này. E căng các bác lưu ý là em nói này nha, không bị bục rách bất cứ một chỗ nào. Đấy, nói về e căng nó chỉ hơi bẩn bẩn một chút này. Đấy, bên này sạch hơn bên kia tí. Đấy các bác này, đấy là căng zin nhá. Rồi, tuyến nó bát này,
Đấy, nhìn chưa? Người xanh bốt chỉ cần nhìn em dí cái máy quay vào như thế này, các bác đã đủ hiểu và đủ biết được là là loa xịn hay không xịn. Đấy, tại sao gần đây em cứ mở nội thất cho các bác, các anh em chúng ta về những đôi loa bốt, bởi vì hàng loa bốt này có trên thị trường hàng lộm nhộm nó rất là nhiều các bác nhá. Các bác không tỉnh đòn, không biết mua ấy, thì là các bác sẽ mất cái phí tiền, tức là mất tiền nhưng mà lại không phải mua, và mua lại không phải đồ thật các bác nhá. Cho nên là em cứ hay quay rất kỹ vào những dòng loa bốt, cho nên là các bác ấy là những người xem video thì các bác hãy lưu ý đừng xem cho vui, đừng xem video của em cho vui, mà hãy xem video để tích lũy lại cái kinh nghiệm. Khi các bác đi mua loa, các bác sẽ được một đôi loa đúng chất, đúng cái giá trị và đúng cái đồng tiền mình bỏ ra. Rồi, được chưa nào? Rồi, đối với một đôi loa Bose 301 Series 3 hàng đẹp như thế này và zin như thế này, zin từ ANS đẹp keng luôn nha. Thì thưa quý vị, các bác của anh em Tiến có giá bán là 11 triệu 800, giá rẻ chưa các bác? Giá 11 triệu 800 các bác không nghe nhầm, và cái giá này em khẳng định với quý vị, các bác các anh em chúng ta rằng các bác đi mua ở trên toàn đất nước Việt Nam này không ở đâu có giá như của em Tiến bán cả. Nói vào những cái đôi loa Bose 301 Series 3 mà nó đẹp cỡ này mà em Tiến bán với giá là 11 triệu 800. Hàng bao zin, bao chuẩn, bao xịn. Nếu như không như lời em Tiến nói nhá, nếu không như lời em Tiến nói, em Tiến biếu các bác đôi loa và đền với số tiền bằng đôi loa các bác nhá. Đền tiền bằng số tiền đôi loa, tức là đền một gấp đôi các bác nhá. Em Tiến bán loa bốt luôn luôn nói câu này. Rồi, giá 11 triệu 800, giá tại cửa hàng em Tiến không bao gồm cước vận chuyển. Hôm nay em Tiến phối ghép với lại chiếc âm đi Đà Lông PMA 940V các bác nhá. Chiếc âm đi này em đã giới thiệu rất kỹ rồi, nhiều khi là lên video không cần giới thiệu nữa, bởi vì là chiếc âm đi này em đã nói rõ là chiếc âm đi này, chiếc âm đi hàng bãi nhưng về nó bị phai chữ ở khu này, phai chữ. Còn nó máy móc đẹp lắm, giá 9 triệu đồng anh em nhá, không chơi cái thì chơi cái gì các bác nhá. Các bác con này này 940V giá 9 triệu đồng. Và tiếp theo âm đi Sansui AU Alpha 707 LE, âm đi Sansui AU Alpha 707 LX tra mặt gương, đẹp thiếu xốp các bác ạ. Không tìm được một vết, cho dù là một tí 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 cũng không có, từ trong ra ngoài. Bao zin đét, giá 14 triệu 300 anh em nhá. Mặt gương, hồi gỗ, bóc biên luôn. Đấy, tuyệt vời. Con đi này thì khỏe các bác nhá. Đấy, chất âm của dòng nói cha nó rất là hay. 707 nói cha nó cực kỳ hay luôn. Đánh được tất cả các dòng loa. Các bác mua con âm đi này và chơi bất cứ dòng loa nào. Một trong hai con âm đi này. Anh em nhá. Rồi, nguồn phát là chiếc đầu Soly Modern Gia 3ES giá 4 triệu 1. Vừa chạy đĩa MD, vừa giải mã đường quang, làm DA giải mã nhạc mạng. Tuyệt vời. 4 triệu 1 chiếc đầu bên trên này. Bây giờ mời anh em cùng lắng nghe âm thanh nhá.
quên chuyện buồn vùi giữ âm ngày xưa, biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết xe gió